tôm, ở trong vẫn có tôm tôm mầm. Và mọi người thưởng thức nhé. Món gì? Món này món gì? Món gì? Xíu mại tôm. Tôm xíu mại sốt cà. Xíu mại tôm sốt cà. Hơi nóng nóng nha, mới ra lò. Mới vừa xong. Còn nóng hỏi. Cái này dễ làm. Thịt xay trộn tôm. Nhà này thích ăn tôm nên là nhấn thêm con tôm vô, mỗi người cắn một cái. Thường thấy thì thịt heo, nhưng mà mình đi ăn, mình nhà mình thích ăn tôm nhiều lắm, bởi vậy bỏ tôm bầm rồi tôm nguyên con á, mình giò xong mình nhấn vô sốt cà chua chua ngọt ngọt, ăn với bánh mì hay cơm gì cũng được. Này sáng ra vẫn có tôm chẩm, này cho những người thích ăn tôm. Thí dụ như tôi muối mì chấm là vừa, sốt cà chua ngọt phải không, dễ ăn mà dễ làm lắm. Mua thịt trộn trộn gia vị chút xíu gì, củ sắn vẫn có, củ sắn chổng nha, củ sắn với củ hành đó. Xong rồi mình bỏ bầm tôm nhuyễn bỏ vô trộn cho nó dính trước, rồi mới là tôm này là thêm nữa, nhấn vô cho nó đẹp hấp dẫn. Đang bốc khói nóng hùi hùi. Còn xíu mại thịt thì thường rồi. Cái này sắn ra nó chay như xíu mại, mềm, ngọt. Ngon. Bye bye nha, chụp em tấm hình. Ok. Ok, xong rồi.